Chào các bạn, các bạn đang nghe chuyện ông bố bỉm sữa siêu cấp trên kênh Đà Nẵng TV và kênh Kit Conan được phát sóng trực tiếp từ tâm dịch Covid Đà Nẵng. Kênh hiện đang cạn kinh phí mua chuyện để đọc các bạn có thể ủng hộ tôi qua số tài khoản 0651 000 8652. 90 Ngân hàng Việt Combank hoặc gửi chuyện cho chúng tôi đọc giúp xem thông tin email liên hệ phần comment chuyện càng lúc càng sảm Các bác có chuyện nào hay thì đề xuất mình làm. Chứ mời các bác nghe tiếp chuyện những người khác cũng đều gật đầu đồng ý. Quả thật chỉ có tạ vĩ hào là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí này. Ánh mắt tạ vĩ hào sáng rực. Vốn dĩ ông ta cảm thấy vào được đội ngũ quản lý của tàu hy vọng là đã chiếm được sự chú ý của Lục Trần rồi. Bởi vì quan hệ giữa ông ta và lục trần vẫn rất tốt quan hệ với lãnh đạo cấp cao của công nghệ di kỳ cũng không tồi không ngờ lại có cơ hội trở thành người quyết định sách lược mặc dù người quyết định sách lược này chỉ có thể quản lý con người quyền lực không thể so sánh được với lục trần nhưng cũng có quyền lực rất lớn được, vậy bây giờ tôi tuyên bố bổ nhiệm Tạ Vĩ Hào trở thành thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ đầu tiên. Trần Sơ Nhiên ghi chép lại rồi lát nữa đăng thư bổ nhiệm lên toàn mạng lưới, thông báo cho tất cả dân chúng nắm được. Lục Trần nhìn Tạ Vĩ Hào rồi nói với Trần Sơ Nhiên. Trần Sơ Nhiên gật đầu, sau đó nhấp vào màn hình tin tức ba chiều bắt đầu ghi chép lại. Cảm ơn các vị đã tín nhiệm, Tạ Vĩ Hào tôi tuyệt đối sẽ không khiến mọi người thất vọng. Tạ Vĩ Hào đứng lên hành lễ gửi lời chào tới mọi người được tôi tiến cử Vương Duy làm phó thủ tướng, sau đó hai người tự thành lập nên bộ máy chính phủ bên dưới của hai người, về việc hai người muốn bổ nhiệm ai thì tự mình lựa chọn và quyết định, tôi không can thiệp vào, Lục Trần gật đầu nói, một lần nữa sắp xếp công việc của Vương Duy, vâng, Vương Duy đứng lên nhận lệnh, mọi người đều vỗ tay chúc mừng tạ Vĩ Hào và Vương Duy, vậy thì bây giờ chúng ta thảo luận đến vấn đề thứ hai nhé, Lục Trần nói tiếp, chương 400. 58 Sao Hỏa và mục tiêu của con người vấn đề thứ hai chính là chúng ta không còn nhiều vật liệu quý hiếm chúng không thể giúp chúng ta tách khỏi hệ mặt trời càng chưa nói đến việc tìm địa cầu mới cho nên chúng ta phải khai thác nhiều vật liệu quý hiếm hơn trong hệ mặt trời lục trần nói vấn đề thứ hai của cuộc họp ngày hôm nay trên phi thuyền hy vọng chỉ có anh và đinh đại thành biết vấn đề này và có lẽ các nhà nghiên cứu khoa học quản lý vật liệu quý hiếm cũng biết trước kia ở viện khoa học công nghệ lục trần nói không sai vật liệu quý hiếm trên trái đất đều bị phi thuyền thần châu thiên cung mang đi trên trái đất chắc chắn vẫn còn khoáng sản quý hiếm nhưng bọn họ không có thời gian khai thác Năm hệ thống chính của phi thuyền Hy vọng gồm có hệ thống năng lượng, hệ thống động lực, hệ thống phản trọng lực, hệ thống cân bằng sinh thái và hệ thống chuyển đổi không khí thích ứng với hô hấp của con người, đều được điều khiển bởi động cơ tổng hợp hạt nhân có thể điều khiển. Nguyên liệu quan trọng của động cơ tổng hợp hạt nhân có thể điều khiển là đồng vị của hydro, deuterium và tritium. Trước kia tôi và thuyền trưởng đã thảo luận vấn đề này, mục tiêu của chúng ta là Proxima Centauri B cách chúng ta 4 năm ánh sáng, đây là ngôi sao C ở cổng Nam Nhân Mã 2, đó là các hành tinh tiếp giáp với các ngôi sao theo quan sát phỏng đoán, Proxima Centauri B là hành tinh giống như trái đất, rất có thể phù hợp với môi trường sinh tồn của con người. Mục tiêu của thần Châu Thiên Cung chắc chắn cũng là Proxima Centauri B. Khoảng cách 4 năm ánh sáng nói xa thì không xa, mà nói không xa thì lại rất xa. Hiện tại, với tốc độ tối đa của chúng ta cần khoảng thời gian 10 năm mới đến được Proxima Centauri B. Nếu tốc độ của chúng ta có thể đạt tới tốc độ ánh sáng theo cách này hoặc nếu chúng ta phát triển công nghệ điều hướng theo độ cong thì chúng ta có thể đến hành tinh này trong một hoặc hai năm. Dù vậy, đến lúc đó, năng lượng của chúng ta sẽ không còn. Tôi có thể nói thật với mọi người, uranium của chúng ta chỉ có thể được tiêu thụ tối đa trong nửa năm. Vì thế, chúng ta sẽ dọn dẹp hệ mặt trời trước và sau đó đến Proxima Centauri B. Vừa hay chúng ta cũng có thể sử dụng thời gian này để nghiên cứu điều hướng theo độ cong. Đinh Đại Thành tiếp lời Lục Trần, việc này chỉ có anh ta và Lục Trần bàn bạc với nhau, cho nên anh ta nhân cuộc họp ngày hôm nay thông báo cho mọi người hiểu một chút kế hoạch tương lai của phi thuyền hy vọng chỉ khi quản lý cấp cao hiểu hơn về kế hoạch thì hiệu quả làm việc của cả đội ngũ mới càng hiệu quả suy cho cùng thì chả ai muốn ở trên phi thuyền hy vọng cả đời chỉ có hành tinh mới là ngôi nhà của con người chỉ có đặt chân xuống mặt đất mới có thể khiến con người cảm thấy an toàn vì thế cho dù là phi thuyền thần châu thiên cung hay là phi thuyền hy vọng thì đều có cùng một mục tiêu đó chính là dẫn dắt con người tìm kiếm một hành tinh phù hợp để sinh sống cho nên điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta chính là sao hỏa thực tế chứng minh rằng trên mặt trăng không có nhiều vật liệu quý hiếm vì vậy chúng ta chỉ có thể lên sao hỏa để khám phá dựa vào nhiều lần phân tích bản đồ sao hỏa chắc chắn là nơi có khoáng sản hiếm thấy vì vậy trạm cung cấp đầu tiên của chúng ta sẽ là sao hỏa lục trần tiếp lời đinh đại thành Đúng vậy, với tốc độ hiện tại của chúng ta, chỉ cần 10 ngày là có thể đến được quỹ đạo của sao Hỏa. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về cách thăm dò và khai thác khoáng sản hiếm có trên sao Hỏa, Đinh Đại Thành nói. Đinh Đại Thành đưa hai tay lên không trung vẽ, chỗ anh ta vẽ qua đột nhiên xuất hiện một quầng sáng, trên quầng sáng hiện ra rất nhiều hình ảnh sao Hỏa. Những bức ảnh này đều là quan sát bằng kính thiên văn, sau đó được máy tính tổng hợp lại, độ chính xác lên tới hơn 90%, cho nên nó không khác so với hình ảnh thật của sao hỏa thật là bao. Đinh Đại Thành chỉ vào những bức ảnh để phân tích tình hình cụ thể của sao Hỏa, mặc dù nhiều người nghe không hiểu lắm, nhưng đại khái cũng biết tình hình trên sao Hỏa như thế nào, bằng mắt thường có thể nhận thấy, sao Hỏa là một ngôi sao màu đỏ nổi bật, vào những thời điểm khác nhau khoảng cách của nó với trái đất cũng thay đổi khác nhau, vì thế chúng ta nhìn thấy độ sáng của sao Hỏa cũng thay đổi rất nhiều, sao Hỏa cách mặt trời trung bình 1,524 đơn vị thiên văn và độ lệch tâm quỹ đạo của nó là 0,093, nó là một hành tinh lớn có quỹ đạo tương đối bằng phẳng. Hồi đó, nhà thiên văn học Kepler đã đưa ra kết luận rằng quỹ đạo của hành tinh này là hình elip thông qua việc nghiên cứu chuyển động biểu kiến của sao hỏa. Chu kỳ xoay quanh của sao hỏa là 687 ngày và tốc độ quay quanh quỹ đạo của nó là 24 km trên giây. Chu kỳ tự quay của nó là 24 giờ 37 phút, rất gần với trái đất. Độ nghiêng của trục quay là 23 độ 59, chỉ lớn hơn 32 so với trái đất. Ngoài ra, phía ngoài của nó còn được bao bọc bởi một lớp khí quyển mỏng do đó sao hỏa không chỉ có sự phân chia theo mùa rõ ràng mà còn có thể chia bề mặt thành năm khu vực giống như trái đất tức là các khu vực nhiệt đới ôn đới phía nam và phía bắc các vùng băng giá phía nam và phía bắc Sao hỏa có bán kính xích đạo là 3.395 km bằng một nửa kích thước trái đất, thể tích bằng 15% thể tích trái đất và khối lượng bằng 11% khối lượng trái đất. Hiện tại, người ta đã tìm thấy sao hỏa có hai vệ tinh tự nhiên, Phobos 1 và Phobos 2, đọc nhanh tại vietwaitia.net nhưng hai vệ tinh này đều rất nhỏ, đoán chừng cũng không có bất kỳ khoáng sản quý hiếm nào. Sau đó mọi người đưa ra kết luận rằng có 90% khả năng là không có sự sống trên sao hỏa vậy sẽ không có nguy hiểm tiềm ẩn nghiêm trọng với con người. Nhưng cuối cùng, Lục Trần vẫn đề nghị để phi thuyền Hy Vọng ở lại quỹ đạo của Sao Hỏa và cho một tàu con thoi xuống trước để khám phá Sao Hỏa. Sau khi xác định có thể khai thác khoáng sản quý hiếm thì sẽ sắp xếp khai thác. Cuộc họp kết thúc sau khi quyết định kế hoạch và mục tiêu, nhưng Lục Trần vẫn yêu cầu những người trong quân đội ở lại. Tại thời điểm này, mặc dù có 20.000 binh lính trên phi thuyền Hy Vọng, nhưng hầu hết những người lính này đều là người bình thường và vẫn chưa biết liệu họ có thể thích nghi với cuộc chiến tranh giữa các vì sao hay không chỉ huy đầu tiên của quân đội là Đỗ Phi, phó chỉ huy là Tiêu Chiến và Vu Quang Chính, từ đồ kiếm là sĩ quan cao cấp của quân đội phòng vệ và sử tiến là sĩ quan cao cấp của quân đội thiên thái. Chức vị này được xác định trước khi phi thuyền Hy vọng cất cánh lần này đến Sao Hỏa, mặc dù nơi đây không có sự sống, nhưng người trong quân đội các anh vẫn phải đi mở đường để đảm bảo an toàn cho những kỹ thuật viên. Đương nhiên, trước khi mấy người xuống, chúng tôi sẽ để cho một toàn người máy xuống khảo sát tình hình nhưng vẫn phải chuẩn bị tâm lý cho mọi người và đừng để xảy ra bất kỳ sự cố nào khiến cho toàn bộ tình hình vượt quá tầm kiểm soát trong không gian bên ngoài này cho dù tất cả mọi người đều mất kiểm soát thì quân đội các anh không bao giờ được mất kiểm soát chúng ta không thể bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng lục trần nhìn những nhà lãnh đạo của quân đội dặn dò đã rõ mấy người lần lượt gật đầu được vậy các anh thu xếp đi những người đi xuống lần này nhất định phải là người tài không ai được đánh mất cơ hội này lục trần lại nói đã rõ mấy người đó lại gật đầu sau đó lần lượt rời khỏi phòng Họp ra ngoài phòng họp, Lục Trần đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền ngăn Trần sơ nhiên lại nói, đúng rồi, thông báo cho tạ Vĩ Hào và Vương Duy thành lập chính phủ càng sớm càng tốt, sau đó tuyển 2.000 đến 5.000 công nhân lên sao hỏa khai thác khoáng sản. Vâng, Trần Sơ Nhiên gật đầu, liền liên lạc với Tạ Vĩ Hào và Vương Duy, chương 459, đến quỹ đạo sao hỏa sau khi Lục Trần rời khỏi phòng họp, liền đi tìm bố của anh là Lục Thiên Hành. Trước kia Lục Thiên Hành đề nghị với anh, lại tìm ra hơn 2 chiến binh, những người này đều là thành viên của gia tộc ẩn thế, trong vũ trụ tương lai, họ chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm chưa biết trên đường đến Proxima Centauri B, cho nên Lục Trần sẽ huấn luyện hơn 2.000 chiến binh trở thành một lực lượng siêu cấp và bố anh là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức chỉ huy lực lượng này bởi vì mấy người đó đều là do lục thiên hành tìm đến hơn nữa sau khi lục thiên hành uống viên thuốc tiến hóa gen thì sức lực càng mạnh những chiến binh này không thể không bội phục ông ấy điều mà mọi người lo lắng nhất là liệu họ có chạm trán với người ngoài hành tinh hay không khi lục trần và lục thiên hành bàn bạc về việc huấn luyện lực lượng siêu cấp thì tạ vĩ hào và vương duy đang ra sức thành lập chính phủ mới, bọn họ tuyển dụng rất nhiều cốt cán, thành lập lên một bộ máy chính phủ đơn giản. Bọn họ còn rất nhiều việc phải làm, nhưng vì tuyển dụng người đến sao hỏa khai thác khoáng sản nên không thể không đặt những công việc khác sang một bên, anh à, em tìm được việc rồi. Chính phủ mới đang tuyển một lượng lớn công, công nhân có thể được ở trên tầng 3, tầng 3 có rất nhiều phòng đã được sửa chữa. Đúng rồi, bọn họ bây giờ đang có thông báo tuyển người, anh có muốn đi thử không? Trong chiếc lều bạt ở tầng 2, Châu Thần Thần đầy hưng phấn nói chuyện với Châu Tuân Phi, mặc dù hai người được Lam Linh đưa lên phi thuyền hy vọng, nhưng bọn họ không đủ tư cách để ở tầng 3, chỉ có thể ở trong lều bạt ở tầng 2. Mỗi ngày đều cầm thẻ quân đội phát tập trung ở nhà ăn để ăn cơm, do thiếu hụt nguồn nước nên những người ở tầng 2 không có nước tắm, là con nhà giàu, nhưng là con nhà giàu không có năng lực nên Châu Tuân Phi khó có thể thích ứng với cuộc sống này ngay lập tức, vì vậy những ngày này hắn cảm thấy hơi suy sụp, làm công nhân có lợi ích gì cũng ở phòng riêng sao? Châu Tuân Phi lấy lại tinh thần rồi hỏi, mấy ngày nay chỉ ở trong lều, anh ta đã không chịu nổi nữa rồi, có chứ nhưng em nghe nói sau khi lên sao hỏa mới được sắp xếp, Châu Thần Thần gật đầu nói. Châu Tuân Phi gật đầu, Hắn ta đã nghe qua việc phía trên quyết định đến sao Hỏa khai thác khoáng sản để bổ sung năng lượng, chỉ là lúc đó không có thông báo tuyển người. Châu Tuân Phi và Châu Thần Thần cùng nhau lên tầng 3, liền nhìn thấy lối vào tầng 3 có hơn 10 binh lính đứng gác. Các người đến ứng tuyển phải không? Đi xuống lối này, đừng có đi lung tung, ở đâu cũng có nhân viên điều khiển và giám sát, đến lúc đó bị bắt lại không bao giờ có cơ hội lên tầng 3 đâu." Một binh lính nói, "Vâng, vâng." chúng tôi hiểu rồi sẽ không đi lung tung châu thần thần vội vã nói đi đi những binh lính gật đầu rồi để bọn họ đi châu thần thần đã đến đây lần thứ hai đương nhiên không thể đi sai đường cô ta nhanh chóng đưa châu tuân phi đến nơi tuyển người của chính phủ mới hôm nay có hai địa điểm tuyển dụng một dành cho nhân viên dân sự của chính phủ và một là dành cho công nhân điều kiện và chế độ đãi ngộ của hai bên đều được ghi rõ ràng mặc dù đãi ngộ của nhân viên dân sự hấp dẫn hơn nhưng yêu cầu cũng khắt khe hơn vì vậy ở những nơi tuyển dụng công nhân lại có nhiều người đến hơn những công nhân này đều sẽ làm việc trên sao hỏa nên có yêu cầu cao về thể chất trước kia làm công việc gì trên trái đất một người tuyển dụng nhìn châu tuân phi hỏi tôi châu tuân phi cười khổ trong lòng nói rằng trước kia hắn ta chỉ ăn chơi lêu lỏng nhưng những lời này hắn không dám nói thưa anh anh tôi trước kia học môn võ tán thủ sức lực rất mạnh nhất định có thể thích ứng được với công việc này châu thần thần vội vàng nói phải không mấy người phụ trách tuyển dụng nhìn về phía châu châu tuân phi châu tuân phi phản ứng lại vội vã gật đầu Điền thông tin vào đây, trước 12 giờ trưa mai đến đây báo danh, người tuyển dụng nhìn thấy Châu Tuân Phi gật đầu liền yêu cầu anh ta điền thông tin, Phi thuyền Hy vọng có hệ sinh thái trái đất mô phỏng, mặc dù Phi thuyền Hy vọng sắp tiếp cận sao Hỏa nhưng nó vẫn sử dụng hệ thống tính thời gian trước đó, điền xong thông tin, Châu Tuân Phi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn đã không còn là con nhà giàu nữa rồi, cho nên bây giờ, hắn phải dựa vào sự cố gắng của bản thân để thay đổi số mệnh của mình và em gái hắn ngẩng đầu nhìn khu vực nhiều phòng ở phía xa, thầm thề trong lòng nhất định phải chiếm được một phòng trên tầng này. Hắn nghe nói những ngôi nhà này tuy chỉ có hai tầng nhưng đều được xây dựng như những ngôi nhà bình thường trên trái đất. Tuy không thể so sánh với những ngôi biệt thự trên trái đất nhưng trên phi thuyền hy vọng và trong cuộc sống lâu dài ở vũ trụ, có thể nhìn thấy được căn phòng như này chính là một điều xa xỉ. Chưa ngày hôm sau, Châu Tuân Phi đến nơi chỉ định ngày hôm qua đúng giờ sau đó dưới sự sắp xếp của nhân viên bọn họ đều được kiểm tra sức khỏe Châu thần thần không nói dối, Châu Tuân Phi trước kia luyện qua tán thủ, thể chất của hắn cường tráng hơn người thường rất nhiều, thậm chí hắn còn được coi là một võ sĩ tương đối giỏi, nếu không phải Châu Tuân Phi học qua tán thủ, thì hắn cũng không có khả năng bảo vệ Châu thần thần trong thời gian xảy ra bạo loạn, nhìn thấy số liệu khám sức khỏe của mình đều vượt yêu cầu, Châu Tuân Phi âm thầm nắm chặt tay, khi việc tuyển dụng và thành lập chính phủ mới đang diễn ra sôi nổi, lục trần và những người khác ở tầng 4 cũng không hề nhàn rỗi. Phi thuyền Hy vọng chỉ còn cách Sao Hỏa một ngày nữa, các nhà khoa học lần lượt phóng 16 vệ tinh nhân tạo lên Sao Hỏa, lần đầu tiên sử dụng vệ tinh nhân tạo để thăm dò Sao Hỏa ở cự ly gần, theo dữ liệu phân tích mà vệ tinh nhân tạo truyền về, trên Sao Hỏa thực sự có rất nhiều khoáng sản, một ngày sau, phi thuyền Hy vọng tiến vào quỹ đạo Sao Hỏa, nhưng để đảm bảo an toàn phi thuyền hy vọng đã xoay quanh sao hỏa bên ngoài bầu khí quyển của sao hỏa khởi động máy thăm dò để tiến hành kiểm tra đánh giá tại chỗ nơi này lục trần nói với đinh đại thành mặc dù con người đã phóng một chiếc máy thăm dò lên sao hỏa nhưng dữ liệu cụ thể đều nằm trong tay nasa và giờ đã bị phi thuyền thiên cung thần châu lấy đi cho nên lục trần phải phóng chiếc máy thăm dò lên bề mặt sao hỏa một lần nữa ngoài ra còn có một số robot đơn giản trên máy thăm dò nó chỉ có thể phân tích dữ liệu đơn giản cho nên công việc phía sau vẫn cần con người tự mình làm vốn dĩ công nghệ robot thông minh của công nghệ di kỳ vốn đã rất tốt nhưng vì virus D gây hại trên trái đất trong hai năm qua, nên phần lớn năng lượng của chúng đã được dồn để giải mã virus D, bao gồm cả công nghệ thông minh, V, V, đều bị cạn kiệt. Sau khi phi thuyền hy vọng ổn định hơn, những công nghệ kỹ thuật này nhất định sẽ được nghiên cứu tiếp. Trong tương lai, robot thông minh chắc chắn là lực lượng lao động tốt nhất trong vũ trụ các vì sao. Nó cũng có thể bảo vệ con người. Chương 460, khắc ghi thời khắc lịch sử của nhân loại năm ngày sau, xe thăm dò sao hỏa gửi tới những con số vô cùng hữu dụng, cũng tìm được mấy mạch khoáng sản hiếm, trong đó có Monazit và Basnesai, còn có Hermetit, hay còn gọi gọi là sắt oxit. Sắt oxit có thể phân giải thành sắt tinh luyện và oxy. Tác dụng của oxy quá lớn rồi, có thể làm thành các loại chất dẫn cháy, cũng có thể giảm thiểu tiêu hao nguồn năng lượng của hệ tuần hoàn không khí sau khi nhìn những con số này mấy người lục trần và đinh đại thành vô cùng hưng phấn đây chính là nguồn tài nguyên mà bọn họ đang tìm kiếm đã xác định là trên sao hỏa không có sinh vật ngoài hành tinh nào đe dọa đến chúng ta rồi chứ lục trần hỏi đinh đại thành phải trên sao hỏa chủ yếu toàn là cát bụi các dạng sự sống mà chúng ta biết căn bản không thể tồn tại cho nên điểm này thì chúng ta không phải lo chỉ cần bộ đồ du hành vũ trụ không bị hỏng thì sẽ không không gây ra thương vong gì về con người cả đinh đại thành nói Vậy được, Lục Trần gật đầu, ấn vào màn hình ba chiều của Đỗ Phi, đội tiền trạm chuẩn bị xuất phát, cho các anh nửa tiếng chuẩn bị, Lục Trần hạ lệnh, rõ, Đỗ Phi gật đầu, sau đó tắt màn hình ba chiều, Đỗ Phi nhìn rồi lựa chọn ra 2.000 đội tiền trạm, biểu cầm rất nghiêm túc, mọi người, vừa nhận được mệnh lệnh của hạm trưởng, nửa tiếng nữa 2.000 đội tiền trạm này sẽ hạ cánh xuống sao hòa, các anh sẽ trở thành những người mở đường đầu tiên trong nhân loại đặt chân đến một hành tinh ngoài trái đất lịch sử nhân loại sẽ mãi mãi ghi nhớ thời khắc này hy vọng các anh sẽ không để thuyền trưởng thất vọng không để tất cả chúng tôi thất vọng Bây giờ, các anh đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, 2.000 đội tiền chạm dưới sự dẫn dắt của sử tiến, lớn tiếng hô vang, rất tốt, đỗ phi gật đầu, nói tiếp, trên tàu con thoi, có một máy liên lạc công suất cao, máy liên lạc công suất cao đó sử dụng công nghệ đỉnh cao chế tạo nên, công suất của nó cực kỳ lớn, trong bất cứ môi trường từ trường cao, bị phủ kín hay nhiễu sóng, đều có thể tiến hành liên lạc ngay lập tức với hy vọng mà không gặp trở ngại gì, nhưng có một điểm yếu vô cùng quan trọng chính là bản thân nó sử dụng chương trình mã hóa lượng tử do sự thiếu hụt về công nghệ khiến cho chương trình mã hóa lượng tử này không thể bẻ khóa được cho nên mỗi tàu con thoi đều sẽ có một chuyên gia mật mã đi cùng các anh phải bảo vệ thật tốt chuyên gia mật mã này nếu không sau khi tàu con thoi của các anh xảy ra chuyện các anh sẽ không thể liên lạc được với tàu hy vọng mà tàu hy vọng cũng sẽ không biết các anh xảy ra chuyện gì không thể nào ngay lập tức tiến hành giải cứu được được rồi, lên tàu bay thôi, cũng vì virus D mà công nghệ di kỳ gặp trở ngại với việc phát triển công nghệ lượng tử, dẫn đến bây giờ vẫn còn nhiều thiếu sót, rõ, mọi người lần lượt gật đầu rồi đi lên tàu con thoi, tàu con thoi là một loại máy bay sau này mới nghiên cứu và phát triển ra để đi vào vũ trụ, công nghệ bắt nguồn từ công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ 6.0 cải tiến và nâng cao, nếu như ở trái đất cũng có thể coi là máy bay chiến đấu thế hệ 6. 6.5, có điều tàu con thoi có thể chứa 50 người, không giống như máy bay chiến đấu chỉ chứa được mấy người mỗi một vị trí đều có một bộ tranh phục du hành vũ trụ tinh chế. Sau khi các binh sĩ bước lên tàu con thoi, lần lượt mặc bộ đồ du hành vũ trụ vào, thắt chặt dây an toàn, rồi chờ xuất phát, cửa cầu tàu đầu tiên chuẩn bị đóng lại, những nhân viên đứng gần lập tức rời khỏi khu vực đó. Sau 30 giây sẽ mở cửa khoang ngoài, tiến hành cân bằng áp lực, bệ phóng đầu tiên di chuyển tới quỹ đạo của cầu tàu, đang quét độ thông thoáng của đường ngoài quỹ đạo, độ thông thoáng một 100% khởi động hành trình nạp điện cho bệ phóng đầu tiên, dự kiến 30 giây sau sẽ hoàn thành. Đếm ngược 30 giây đến khi phóng, 29, 28, lúc này trên con tàu Hy vọng, 100.000 người đều ra khỏi lều, ai nấy cũng nhìn chăm chú vào màn hình lớn trên tường, nhìn hình ảnh tàu con Thoi đang từng chiếc từng chiếc phóng xuống sao Hỏa, tất cả mọi người đều biết rằng đội tiền trạm là những con người đầu tiên đặt chân đến sao Hỏa, đây là lần đầu tiên con người đặt chân đến một hành tinh khác ngoài trái đất, khung cảnh ngày hôm nay sẽ mãi mãi được khắc ghi trong sử sách của nhân loại. Lúc này tất cả mọi người đều đang âm thầm khấn vái và cầu nguyện, cầu nguyện theo các tín ngưỡng và tín niệm khác nhau, hy vọng tàu con thoi vận hành ổn định, hy vọng trên sao Hỏa có thể tìm được tất cả tài nguyên, hy vọng tài nguyên ở đây có thể giúp tàu hy vọng bay đến Proxima Centauri b bởi vì mọi người đều biết Proxima Centauri B rất có thể sẽ là nơi con người sinh sống và phát triển trong tương lai, hiện giờ dưới sự thúc đẩy tốc độ cao của kỹ thuật hạt nhân có thể khống chế được tốc độ nhanh nhất của tàu hy vọng đã gấp 0,5 lần tốc độ ánh sáng, trái đất cách Proxima Centauri B khoảng 4 năm ánh sáng, cho dù sau này tốc độ của tàu hy vọng có không tăng lên được thì cũng chỉ mất tầm 8-9 năm để con người có thể đến được Proxima Centauri B. Thời gian 8, 9 năm, đối với cuộc đời của một con người mà nói thì có hơi dài, nhưng đối với việc tiếp diễn sự phát triển của loài người thì vô cùng ngắn, cho nên lần khai thác tài nguyên trên sao hỏa này chính là việc quyết định xem con người có thể ra khỏi hệ mặt trời hay không, có quá nhiều hy vọng, hy vọng của 100.000 con người, tất cả đều tập trung vào từng chiếc tàu con thoi nhỏ bé, tất cả đều gửi gắm vào 2.000 đội tiền trạm này, trọng trách nặng trình trịch cuối cùng, 30 10 giây đếm ngược cũng kết thúc, tàu con thoi phóng ra một dòng điện phía đuôi tàu, sau đó bay theo quỹ đạo ra khỏi tàu Hy vọng với tốc độ cực nhanh, tàu con thoi đi thẳng vào tầng khí quyển theo góc mà máy tính trung ương đã tính toán từ trước, một ngọn lửa bùng lên, tàu con thoi và tầng khí quyển ma sát mạnh tạo ra nhiệt khiến cho cả con tàu như biến thành màu đỏ. Hiện tượng này đã được các nhà khoa học tính toán cả rồi, cho nên vỏ tàu toàn bộ đều là dùng các vật liệu hiếm để chế tạo, nhưng những người bình thường không hiểu, bọn họ chỉ nhìn thấy một cảnh tượng đỏ rực ai cũng cho rằng tàu con thoi có thể đã bị thiêu cháy rồi, tất cả những con người trên phi thuyền đều hồi hộp đến nín thở, nhưng sau đó không phát sinh vấn đề gì cả, tàu con thoi đâm xuyên qua tầng khí quyển, đi thẳng vào bên trong tầng khí quyển của sao Hỏa, vào lúc này, những nhân viên điều khiển tàu con thoi đã được huấn luyện lần lượt tiếp nhận quyền điều khiển cùng lúc đó hệ thống phản trọng lực của tàu con thoi khởi động những chiếc tàu con thoi vốn đang hối hả rơi xuống bỗng dưng cân bằng trở lại sau đó duy trì trạng thái song song từ từ bay xuống bề mặt sao hỏa mà ngọn lửa bao quanh tàu con thoi đang định cháy bùng lên cũng vì con tàu giảm tốc độ mà lụi tắt thành công rồi. 110.000 con người, thông qua chiếc camera giám sát bên ngoài tàu hy vọng, quan sát trạng thái song song của tàu con thoi tất cả mọi người đều biết thời khắc nguy hiểm nhất của tàu con thoi đã qua rồi trước mắt đã sử dụng hệ thống phản trọng lực sẽ không có nguy cơ xảy ra tai nạn gì nữa tất cả mọi người đều lập tức gieo hò có nhiều người thậm chí còn ôm nhau mà khóc trong khoảnh khắc tàu hy vọng đã trở thành một biển niềm vui còn những công nhân chuẩn bị lên sao hỏa khai thác khoáng thạch thì nắm chặt nắm tay, thành công của đội tiền trạm đã cho bọn họ thêm lòng tin và dũng khí. Vài tiếng sau, từng chiếc từng chiếc tàu con thoi cuối cùng cũng hạ cạnh an toàn xuống sao hỏa, tất cả mọi người lại một lần nữa gieo hò, lục trần cũng dơ mạnh nắm đấm lên, con người cuối cùng cũng đã đặt chân lên một hành tinh khác ngoài trái đất rồi. Đây đúng là một thời khắc đáng được khắc khi trong lịch sử nhân loại, nhưng cũng chính vào lúc đó đinh đại thành đột nhiên kết nối với lục trần Lục Trần đang xúc động, nhưng vẫn ngay la oi, tức mở màn hình đa chiều lên, hình ảnh của Đinh Đại Thành liền hiện lên, hạm trưởng, không hay rồi, toàn bộ tàu con thoi đều đồng loạt mất liên lạc, cũng có thể nói là chúng ta trong chốc lát đã mất tín hiệu của bọn họ, Đinh Đại Thành gấp gáp nói, Lục Trần lại nhìn lên màn hình hơ lớn, chỉ thấy hình ảnh của tàu con thoi vừa hạ cánh xuống sao hỏa toàn bộ đều biến mất, sắc mặt của Lục Trần thay đổi, trong lòng bất giác dâng lên một dự cảm

Chương 461, mất liên lạc với đội tiền trạm các nhà khoa học trên tàu con thoi cũng phát hiện bọn họ đã mất liên lạc với Hy vọng, cho dù họ có điều chỉnh mật mã lượng tử thế nào cũng không thể liên lạc nổi với Hy vọng, tình huống thế này tựa như có một thế lực thần bí trong bóng tối nào đó đã cắt đứt mọi tín hiệu mà bọn họ truyền ra ngoài vậy, trên cả việc ấy, điều khiến tất cả mọi người sợ hãi hơn là bọn họ phát hiện ra toàn bộ các tàu con thoi cũng không liên lạc được với nhau nữa cho dù khoảng cách giữa các bên không xa, nhưng tín hiệu được gửi đi cũng bị chặn ngang. Sử tướng quân, phải làm sao đây? Tại sao hỏa có một luồng tín hiệu thần bí, cắt đứt toàn bộ tin tức mà chúng ta gửi đi rồi? Các nhà khoa học trên cùng tàu con thoi với sử tiến thi nhau nhìn về phía cậu ta. Sử tiến cũng có chút luống cuống, nhưng qua những lần dẫn dắt binh lính của điện sát thần, cậu ta cũng đã trở nên chín chắn, trững chạc hơn nhiều. Sự luống cuống kia chỉ thoáng qua trong thời thời gian ngắn cậu ta thầm hít sâu một hơi tôi nhớ rằng chúng ta sử dụng công nghệ thông tin lượng tử có khi nào là do ở sao hỏa không thuận lợi cho việc truyền thông tin theo cách này không không thể nào chưa kể lúc trước phóng máy thăm dò cũng là sử dụng công nghệ thông tin lượng tử đâu có gặp tình trạng này một nhà khoa học lắc đầu phủ nhận phán đoán của sử tiến còn có một khả năng nữa đó là vệ tinh lượng tử được phóng lên lúc trước đã hỏng có điều xác suất xảy ra chuyện này rất thấp bởi vì vệ tinh thông tin lượng tử do chúng tôi nghiên cứu và phát minh đều có chất lượng rất cao, ít nhất cũng có thể sử dụng trên 20 năm, một nhà khoa học khác lên tiếng sử tiến nhíu nhíu mày gặp phải tình huống thế này cậu ta cũng không biết phải xử trí sao cho phải vậy thì hiện giờ ngoài kia chắc cũng không có gì nguy hiểm đâu nhỉ chúng ta có thể ra ngoài trước dựng trại gì đó trước chuẩn bị tốt cho những người tới sau sau khi phía hy vọng phát hiện không bắt được tín hiệu từ chúng ta nhất định sẽ tìm cách không có chuyện họ bỏ mặc chúng ta đâu sử tiến nói ừ ờ, dựa theo số liệu phân tích từ trước tên sao hỏa không có sinh vật ngoài hành tinh nào có điều chúng ta cũng phải cẩn thận bão cát tầng trên đó bão cát trên sao hỏa dữ dội hơn ở trái đất nhiều một nhà khoa học gật đầu nói được, vậy chúng ta ra ngoài xem thử, sử tiến cũng gật đầu, ra lệnh mở tàu con thoi, tuy rằng không gửi được tín hiệu đi xa, nhưng vô tuyến ở cự ly ngắn vẫn có thể sử dụng được, việc đối thoại của sử tiến và các nhà khoa học cũng là thông qua hệ thống vô tuyến trên trang phục du hành, có điều, bọn họ đã thử vài lần, ở khoảng cách trên 20 mét, những người khác trên tàu con thoi về cơ bản là không thể bắt được tín hiệu từ họ, và bọn họ cũng không thể thu được tín hiệu từ đối Phương. Khu mà Sử Tiến phụ trách là khu mỏ quặng Hemertit, mọi người bước ra khỏi tàu con thoi, chân bước trên nền cát sao hỏa, trong lòng ai nấy đều có một cảm giác kỳ lạ, cảm giác kỳ quái ấy, nguyên nhân chính là do lực hấp dẫn trên sao hỏa không lớn bằng ở trái đất, lực hấp dẫn ở trái đất lớn hơn sao hỏa những 2,67 lần, vậy nên hiện giờ. Khi đứng trên sao hỏa, mọi người đều có cảm giác lơ lửng, như thể nhún một cái là có thể bật cao 4-5 mét vậy. Ngoài ra, cảm giác khi dẫm lên cát sao hỏa cũng rất đặc biệt là cái cảm giác tầng tầng lớp lớp cát vàng, chân bước lên mềm mềm, mang theo cảm giác mịn mịn của cát, vậy nhưng phía dưới lại vô cùng chắc chân, không hề có cảm giác bị lún xuống. Sau khi người đầu tiên bước ra ngoài, những người còn lại cũng nối gót ra khỏi tàu con thoi, bọn họ cầm vũ khí trên tay, cẩn thận đề phòng bốn phía xung quanh, có điều họ cũng không trông thấy vật thể nào đang hoạt động. Hiện tại đang là ban ngày trên hành tinh này, ánh mặt trời chói trang chiếu lên sa mạc, khiến mọi thứ lọt vào trong tầm mắt đều dao động. Trong một thoáng nhìn còn có cảm giác nơi này là sa mạc nào đó trên trái đất nữa kìa, chẳng hề mang nét độc đáo riêng của hành tinh khác gì cả. Mười người các cậu, năm người thành một tổ, lần lượt điều khiển xe sao hỏa đi thông báo cho hai khu mỏ khác, dặn họ là đừng lo lắng, Hoàn thành nhiệm vụ cái đã, hy vọng sẽ sớm sửa chữa thiết bị truyền tin, sử tiến căn dặn 10 binh lính cạnh mình. "Rõ." 10 người gật đầu đáp lại. "Năm người tới khu mỏ Mozanit, đây là bản đồ chỉ đường, chỗ đó cách đây khoảng 50 dặm, nếu các cậu không lạc đường hoặc không gặp phải trở ngại như núi non gì thì có thể tới được đó trước khi mặt trời lặn." Một nhà khoa học lấy tờ bản đồ sao hỏa ra đưa cho một binh sĩ binh sĩ ấy nhận lấy bản đồ, sau đó đưa theo năm người khác quay về tàu con thoi lấy xe, còn năm người qua khu mỏ Basnerside, cách đây chừng 30 dặm, trên đường đi của hẳn là sẽ không có gì cản trở. Chúc mọi người thành công, nhà khoa học đưa ra một tấm bản đồ sao hỏa khác, giao cho binh lính tổ còn lại, binh sĩ ấy nhận bản đồ xong thì cũng đưa năm người khác rời đi, những người còn trên tàu con thoi cũng lần lượt đi ra, nhanh chóng tụ tập ở phía bên này, trước hết là dựng trại đã trước khi trời tối nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ xử tiến phân công Tiếp theo đó, mấy trăm binh lính lũ lượt kéo nhau quay về tàu để lấy lều bạt và rồi, khi mọi người bận bịu với việc của mình, sắc trời dần tối, trong bóng đêm, trên mặt đất của sao hỏa, cồn cát khắp nơi cũng bắt đầu dao động. Nếu như có người chứng kiến hình ảnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc mà phát hiện ra rằng cảnh này trông hệt như lúc những tu sĩ biết phép độn thổ trong phim tiên hiệp đang di chuyển dưới đất mà phương hướng di chuyển chính là ở ba khu mỏ lớn. Sau khi toàn bộ công nhân viên dựng xong lều trại để các nhà khoa học ở lại tàu con thoi nghiên cứu vấn đề thông tin hoặc chờ phía hy vọng xử lý được vấn đề truyền tin xử tiến lệnh cho mọi người vào trong lều nghỉ ngơi thời gian sắp tới họ đều sẽ phải ngủ trong lều trại cùng với các nhân viên loại lều này là lều đặc biệt được thiết kế để dùng ngoài vũ trụ bên trong còn có một hệ thống không khí nhỏ có thể duy trì dưỡng khí đủ cho mấy chục người hô hấp bởi vì đang ở trên sao hỏa nhiệt độ ban đêm khá thấp do đó sử tiến không có sắp xếp người trực bên ngoài nửa đêm khi mọi người đều đang say ngủ đột nhiên sử tiến và toàn bộ những binh lính trong cùng lều với cậu ta đều mở choàng hai mắt ngồi dậy khỏi thảm không hiểu vì sao, trong lòng mọi người đều cảm nhận được sự nguy hiểm cực độ, đoàn, đoàn, bỗng nhiên, một tràng âm thanh nho nhỏ vang lên, giờ phút này, xung quanh yên lặng như tờ, do đó mọi người đều có thể nghe được tiếng vang, âm thanh kia vang lên ở bên ngoài lều, hơn nữa dường như cách lều cũng không còn xa, mọi người nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy tóc gáy dựng lên hết cả, ngay cả người ăn to nói lớn như sử tiến lúc này cũng không nói được lời nào không biết sau đó mấy giây đồng hồ thần kinh đang căng lên của mọi người đột nhiên bị một tiếng hét thảm thiết làm giật mình Sử tiến cầm lấy cây súng bên người theo bản năng, ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì, còn nữa, đánh thức mọi người dậy, sử tiến nói xong liền lập tức đứng lên, ngay vào lúc ấy, trước mắt cậu ta xuất hiện một khung cảnh khiến lòng người chấn động cảm ơn đã theo dõi chuyện, kênh hiện đang cạn kinh phí mua chuyện các bạn có thể ủng hộ tôi qua số tài khoản 0651000865290 ngân hàng Vietcombank hoặc gửi chuyện cho chúng tôi đọc giúp xem.